Hello, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình bên hôm nay Nhật Thuần của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp tục quay trở lại ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chọn lựa được những con hươu giống đạt được tiêu chuẩn và chất lượng tốt nhất, đặc biệt là chọn lựa những con hươu đực như thế nào để cho sản lượng nhung lớn và đặc biệt là con cái sinh sản đều đặn khỏe mạnh và lại nòi. Thì về hươu đực thì chúng ta cần chọn lựa những con hươu đực to, béo, khỏe mạnh. Hươu đực là mặt rồng cán cao, cổ to, mình mới là phải cân đối, lông mượt và sao này phải sáng và sữa sao, đặc biệt là bốn chân đều nhau, to khỏe. Còn về hươu cái thì chúng ta chọn lựa những con hươu cái cân đối, thon, mình và đặc biệt là chọn những con hươu cái hay ăn, cũng như là béo khỏe. Thì những con hươu cái như vậy thì sẽ sinh sản rất là khỏe mạnh và nuôi con rất là tốt. Còn về chăm sóc hươu thì như quý bà con cũng đã thấy đấy, nuôi hươu rất là đơn giản. Thức ăn chủ yếu của hươu là các loài là cây, rau, củ quả. Còn như hiện tại thì bên trang trại mình đang cho ăn cây chuối. Cây chuối là một loài thức ăn mà hươu cũng rất là thích ăn. Cây chuối này thì hầu như trong vườn nhà ai cũng có. Đặc biệt là cây chuối rất là dễ tông. Cây chuối này thì vào mùa hè chúng ta thải lá cho hươu ăn thì rất là mát và con hươu cũng rất là thích ăn. Khi cho hươu ăn cây chuối thì chúng ta thái lạt nhỏ ra và chúng ta xay thêm là cắm gạo, cắm bắp như thế này. Sau đó chúng ta trộn đều và thêm một ít muối. Sau đó chúng ta cho hươu ăn. Thì như ở mình đấy thì mình cho ăn cây chuối vào buổi trưa. Còn buổi sáng thì mình cho ăn cỏ hoặc là lá. Thì các loài cỏ thì hầu như con hươu nó đều ăn, cỏ trong trong chăn nuôi, cỏ tự nhiên hay là các loài cỏ chúng ta dùng để cho bò ăn thì con hươu nó đều ăn hết. Còn các loài lá cây thì chủ yếu là con hươu ăn các loài lá cây như là mít, là trúng, chăn đâu hay là lá vả, lá chuối. Đặc biệt là con hươu rất thích ăn những lá cây cỏ mù. Còn về hoa quả, rau củ quả thì con hươu ví dụ như quả mít, con hươu cũng rất thích ăn, mà đặc biệt con hươu ăn rất là béo. Hoặc là củ cà rốt thì con hươu ăn cũng rất là khỏe. Đấy, mọi người khi chăn nuôi hươu thì mọi người cần tìm hiểu kỹ về con giống, chọn lựa cũng như là tìm hiểu kỹ về thức ăn thì khi đó chúng ta nuôi hươu sẽ phát triển và mang lại kinh tế thu nhập rất là cao. Thì nếu mọi người có đam mê về nghề nuôi hươu này, muốn tìm hiểu về mô hình chăn nuôi hay là tham khảo về con giống, có thể ghé tại trang trại Nhật Thuần thì trang trại đã chia sẻ các kiến thức về nuôi hươu, hướng dẫn cho mọi người cách chọn lựa con giống và hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc để mọi người tìm hiểu kỹ hơn. Ngoài ra thì bên trang trại Nhật Thuần còn cung cấp hươu giống cho các quý bà con trên toàn quốc. Nếu mà quý bà con có nhu cầu mua con giống có thể liên hệ với trang trại Nhật Thuần để được trang trại tư vấn thêm và đặt một con giống. Trang trại sẽ hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho quý bà con. Đặc biệt hơn nữa là khi quý bà con đến mua giống tại trang trại Nhật Thuần thì trang trại sẽ hỗ trợ bao tiêu đầu ra cho quý bà con sau này về giống hươu cũng như là con giống. Để cho quý bà con yên tâm thì trang trại còn ký hợp đồng bao tiêu đầu ra dài hạn cho quý bà con. Thành ra là khi quý bà con muốn nuôi con hươu này còn băn khoăn về đầu ra, còn lo lắng thì quý bà con có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với Nhật Thuần của chúng tôi. Thì bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng xem hươu tại trang trại. Những con hươu rất đẹp này. Đây là những con hươu cái 2 tuổi. Con hươu cái này thì hầu như đã phối giống rồi. Còn đấy là con hươu được 1 tuổi rưỡi. Còn đấy là em hươu cái 2 tuổi và hiện tại đang có bầu và cũng gần sinh rồi. Bắt đầu xuống tả rồi, rất là phấn khởi. Còn đây là con hươu được mùa đầu 2 tuổi và hiện tại thì nó bắt đầu đang lên nhung, mới lên. Đấy, con này cũng vậy, con này thì hiện tại cũng đến 2 tuổi và bắt đầu cho ra vụ đầu của nó. Hiện tại cắp nhung lên đầu khoảng được gần 6 lượng và dự tính là đến ngày cắt 45 đến 50 ngày cắt thì dự tính được 7 đến 8 lượng nhung. Thì như con hươu mùa đầu mà được 7 đến 8 lạng là đã đạt tiêu chuẩn về con giống rồi.
Đó. Thì con ngoài này thì một số con hươu cái và một số con hươu đực chóc. Đực chóc trên 1 tuổi. Đây, đây là con hươu cái đã có chưởng và có hai con hươu đực đang lên chóc. Những con đó thì có độ tuổi là trên 1 tuổi. Như những con hươu chóc đó thì khi nó lên khoảng 5 đến 7 cm thì chúng ta có thể hợt ngang, cắt ngang khoảng 1 cm để tạo cái đế cho nó, để sau này nó lên nhúng đạt chất lượng cũng như là sẽ lớn hơn. Nếu mà chúng ta không cắt cái chóc đó thì nó cũng lên nhúng, nhưng cánh nhúng nó sẽ không được to, không được được phát triển tốt. Đấy, với hươu nó cũng đơn giản rồi đấy. Mọi người mà ai có đam mê, có ý tưởng, ý định muốn mở một trang trại để chăn nuôi thì hươu là một loài động vật mà mọi người nên tìm hiểu và lựa chọn để chăn nuôi. Động vật này thì nó đặc biệt là nó dễ nuôi, đề kháng cao, bệnh tật là ít gặp và thức ăn thì dễ kiếm. Hầu như thì chúng ta ở nông thôn nông dân thì cần dùng cái nhà xung quanh nhà vườn, các loài cỏ không chăn nuôi thì con hươu rất là dễ chăm sóc. Còn thức ăn thì hầu như thì chúng ta chỉ bỏ phóng thôi, không cần đầu tư nhiều. Thức ăn thì nếu mà mình trồng trọt thì mình có thể trồng bắp, trồng lúa để lấy bắp cũng như lúa xay cho hươu ăn, mà không có thì mình có thể mua thì chi phí cũng không nhiều. Với một con hươu đực mỗi năm cho 1 đến 2 cặp nhúng, mỗi cặp nhúng ít nhất thì cũng phải được 5 lượng đến 1 ký. Mà có những con hươu tốt, giống tốt thì mỗi con một năm một lần cắt có thể từ đến 1 ký đến 2-3 ký mỗi lần cắt, và có mỗi con một con thì có thể 1 năm cho 2 lần cắt thì giá trị kinh tế rất là cao. Thì hiện tại với một lượng nhúng trên thị trường thì có giá từ 13 đến 18 triệu. Thành ra là 1 ký nhúng thì chúng ta có thể thu về từ 13 đến 18 triệu rồi. Mà một năm nếu cho 2 cặp lọc, mà mỗi cặp lọc 1 ký thì chúng ta thu nhập phải trên 30 triệu rồi. Thành ra nuôi hươu này kinh tế rất là cao. Còn về con giống thì hiện tại trang trại Nhật Thuần đang bán trên thị trường thì có giá dao động từ 15 triệu đến 40 triệu một con, tùy thuộc vào độ tuổi, lý lịch, giới tính từng con. Thành ra là quý bà con, mọi người, ai mà có ý định muốn mua con giống có thể liên hệ với trang trại Nhật Thuần thì trang trại sẽ tư vấn thêm kỹ càng hơn để cho mọi người tham khảo. Đấy, thì hôm nay thì Thuần xin chia sẻ và giới thiệu sơ qua như vậy để cho mọi người nắm bắt về con hươu. Thì mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh của trang trại Nhật Thuần cũng như là chia sẻ nhiều hơn để cho mọi người biết hơn về trang trại cũng như là tìm hiểu rõ hơn về con hươu này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào mọi người nha.